Xin chào bác, chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với cửa hàng Tùng Audio Hải Dương, tiếp tục về thêm những mẫu sản phẩm và cửa hàng số chất lượng của nhà hàng ATC. Và ngày hôm nay sẽ là dòng vang K618 Pro rất là quen thuộc tại cửa hàng em. Đây là một trong những mẫu sản phẩm vang cửa hàng số hay, giá rẻ và cực kỳ chất lượng để phục vụ anh em khách hàng trong việc chúng ta nâng cấp bộ dàn máy âm thanh thiết bị, đặc biệt là hỗ trợ cho giọng hát. Đấy, em thấy rất nhiều bác đang bắt đầu là mua vang về để nâng cấp về âm ly, bởi vì sau một khoảng thời gian sử dụng âm ly của anh em cũng sẽ kém đi. Cái chất lượng vang nhại nó sẽ không được đạt được cái ý mong muốn ban đầu của anh em nữa. Đấy, chúng ta hát nó không có cái độ liên lạc tốt, chúng ta không có được cái hiệu ứng âm thanh echo, hay thậm chí là âm ly không có những cái hiệu ứng reverb để mang lại cho anh em cái chất giọng thật. Thế nên là khi chúng ta sử dụng vang, những cái mẫu sản phẩm vang như thế này chắc chắn sẽ là điểm tựa tích cực cho phòng hát gia đình của anh em, đặc biệt là để hỗ trợ cho giọng hát. Và ngày hôm nay sẽ là một trong phiên bản vang cửa đại số rất là chất lượng bên cửa hàng em, tiếp tục xả hàng 1.280.000 đồng, các bác sẽ nhận về con vang cửa đại số hàng chính hãng chất lượng đến từ nhà ATC này. Phiên bản này có tên model là K618 Pro, là sản phẩm chính hãng nên anh em nhận hàng về chúng ta được quyền kiểm tra, được test thử hàng, thanh toán và không cần đặt cọc bất kỳ đồng phí nào cả. Các anh em mua hàng từ cửa hàng em, và lưu ý giá khuyến mại đặc biệt bên cửa hàng em là 1.280.000 đồng. Các bạn hãy mua đúng địa chỉ cửa hàng Tùng Audio để được nhận giá khuyến mại tốt nhất cũng như là hưởng được những chế độ chăm sóc khách hàng đặc biệt tại cửa hàng em nhé. Về thiết kế giao diện, về các tính năng chất âm thì ngay bây giờ em sẽ cùng anh em đi tìm hiểu dòng vang này nhé. Với anh em mới đăng ký kênh, các bạn hãy ngồi lại với em một đôi phút để cùng trải nghiệm dòng vang K618 Pro. Ở đây quả thật là một trong trang thiết bị âm thanh không nên bỏ qua thời hiện đại để nâng cấp bộ dàn máy âm thanh thiết bị. Thiết kế giao diện phiên bản là phay nhôm màu đen, dễ phối đồ, có mặt hình LCD góc tay trái. Nó sẽ hiển thị tất cả chức năng thông số khi các anh em tinh chỉnh các chế độ âm thanh. Chúng ta sẽ có thêm các chế độ lấy tín hiệu để anh em cấp nhạc, nghe nhạc qua các đường cổng như USB, cổng quang, Bluetooth, quad sial, aux trắng đỏ truyền thống. Cách nhấn cho em nút input. Khi chúng ta lấy nhấn input ấy, thì ngay lập tức trên màn hình nó sẽ hiển thị các chế độ lấy tín hiệu. Chúng ta có thể sử dụng qua các đường cộng lấy tín hiệu cấp nhạc từ TV, máy tính hoặc là điện thoại di động, rất đơn giản. Thêm tính năng voice over giọng nói, có điều khiển thông minh và có cấp độ chuẩn hú để tăng khả năng chuẩn hú cực kỳ tốt trên bộ dàn máy âm thanh. Đặc biệt là chúng ta sẽ có 3 phím chiết áp âm lượng tổng to nằm ngay chính diện trung tâm ở đây, thiết kế đèn led và xoáy vô cực cho các anh em sử dụng đơn giản, an toàn và hiệu quả cho gia đình. Chúng ta chỉ cần vặn cho em theo mũi đồng hồ thôi, tăng phải, giảm trái thì ngay lập tức âm thanh nó cũng sẽ thay đổi. Đấy, to hoặc nhỏ theo chế độ vặn của anh em, và mặt màn hình nó cũng sẽ hiển thị ngay thông số âm lượng tổng của anh em và ký hiệu số để các anh em nhận hàng. Đây, chúng ta nhìn vào đây chúng ta sẽ dễ dàng nhận biết với chế độ thông số chúng ta đang sử dụng. Đấy, chúng ta cần nhớ cho em 3 phím chiết áp. Phím đầu tiên sẽ là mic, phím tiếp theo sẽ là effect vang nhại tổng, phím thứ ba sẽ là âm lượng tổng nhạc. Đấy, các bác nhớ cho em 3 định nghĩa rất đơn giản: mic, vang nhại và nhạc. Khi nhận hàng về các bác chỉ cần vặn cho em 3 phím chiết áp này lên thôi là chúng ta có thể trải nghiệm âm thanh rồi. Còn lại các hiệu ứng tính năng chỉnh cơ, dòng vang K618 Pro được tích hợp 16 tính năng chỉnh thao tác tay rất đơn giản để chỉnh các hiệu ứng âm thanh. Chúng ta sẽ có giải âm thanh echo, giải reverb, các giải bass chép effect EQ, bass trung chép phần mic, phần nhạc và chế độ cắt sút. Đây là toàn bộ các hiệu ứng tính năng chỉnh tay bên em sẽ hỗ trợ setup và cài đặt trước để anh em nhận hàng về. Chúng ta có thể sử dụng đơn giản. Đặc biệt là với những anh em mà sử dụng lần đầu thì chắc chắn là các anh em cũng chưa biết được các hiệu ứng âm thanh chỉnh như thế nào cho đúng cho hay rồi. Nên bên cửa hàng em cũng sẽ hỗ trợ setup và cài đặt trước. Đấy, nên là anh em nhận hàng về cứ nhớ vặn cho em 3 phím chiết áp âm lượng tổng ở đây để chúng ta có thể trải nghiệm âm thanh. Còn lại sau vài lần sử dụng thì các cái tính năng echo, delay, repeat, giải vang nhại, các hiệu ứng âm thanh của reverb như là reverb time, reverb âm lượng tổng, các tần số cao reverb, các giải bass chép của phần effect EQ, bass trung chép phần mic, bass trung chép phần nhạc và chế độ cắt sút tăng giảm âm lượng sút ở đây. Tất cả các tính năng này chúng ta hoàn toàn có thể tự mình tinh chỉnh được ngay sau vài lần sử dụng và thao tác. Đấy, rất dễ dàng và đơn giản. Đây là một dòng vang cơ số chỉnh tay và âm thanh số nhận lại. Chúng ta nhận hàng về, ngoài cái chế độ bên em hỗ trợ setup cài đặt trước ra thì bên em sẽ tặng cho các bác một đôi dây để ta ghép đôi các thiết bị. Chúng ta sẽ có thiết kế phía mặt sau với đầy đủ các đường cổng in out cho anh em ghép đôi các thiết bị nhé. Trong đó chúng ta sẽ có 4 đường cổng cá lồng, 2 đường cổng cắm sub, 2 đường cổng cắm full. Anh em có thể cắm loa, cắm với các thiết bị như là cục đẩy, cắm với âm ly, đẩy liền vang loa kéo. Đấy, sử dụng đường cổng AV cắm sub hoặc là cắm full. Đấy, ra out để anh em phát livestream, sử dụng các cái đường cổng cắm mic cho anh em cắm mic dây, mic không dây. Và thật là K618 Pro được tích hợp đầy đủ tính năng hiện đại rồi. Nó không hề thiếu bất kỳ một tính năng nào trên mọi thể loại vang cơ lai số cả. Nên anh em hoặc có thể yên tâm sử dụng cái dòng vang cơ lai số công nghệ hiện đại như thế này nâng cấp bộ dàn máy âm thanh gia đình. Còn đây về phần chất âm thì chắc chắn rồi, phải thử mới biết được chất âm của em nó hay đến như thế nào. Ngay bây giờ cùng anh em lắp tai nghe trải nghiệm âm thanh đến từ dòng vang K618 Pro các bác nhá. 1 2 5 6 7 8 9 7. Đây 1 2 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7. Ở đây 1 2 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7. Ở đây 1 2 5 6 7 8 9 7. Ở đây đã được nghe và trải nghiệm âm thanh đến từ dòng vang ATC K618 Pro. Đấy, các bác thấy thế nào với chất âm của dòng vang này mang lại à? Thật sự là quá là chuyên nghiệp đúng không ạ? Các bác nghe thử âm thanh, các bác sẽ cảm nhận được ngay cái hiệu ứng vang nhại rất ngọt ngào đến từ dòng vang ATC K618 Pro với chất âm bay bổng từ dạng echo,
Vâng, thêm đại hiệu ứng reverb mang lại cho anh em một cái chế độ âm thanh rất là sắc nét về giọng thật. Bass trúng chép mang lại cho em sự khỏe khoắn và quả thật nó nịnh tiếng quá các bạn. Khi chúng ta alo, chúng ta sẽ thấy ngay giọng của mình nó trôi hơn, ngọt hơn và được hơn rất nhiều. Nâng cấp phòng hát gia đình, chúng ta có một con vang cơ lai số hiện đại với âm thanh bay bổng ngọt ngào, chi tiết và chuyên nghiệp, chắc chắn không nên bỏ qua dòng vang K678 Pro. Và giá chỉ có 1.280.000 đồng, em nghĩ là anh em có đủ khả năng để đưa mang lên một con vang cơ lai số hàng chính hãng chất lượng đến từ nhà ATC, nâng cấp bộ dàn máy âm thanh. Nếu như các bác đang có nhu cầu cần mua dòng vang này, các bác có thể liên hệ trực tiếp ngay về mà Tùng Audio Hải Dương theo số điện thoại 0979629336 để có ngay cho mình một con vang cơ lai số hàng chính hãng chất lượng. Và bên cửa hàng em vẫn đang có chương trình phục vụ anh em khách hàng với mức giá khuyến mại đặc biệt nha. Xin chào các bác.